Dạ em chào chị Hồng Vân, dạ chào anh Quốc Thận cùng khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Văn Sang, dạ em 26 tuổi, đến từ Bến Tre, hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em. Em tên là Lệ, em cùng tuổi với chồng, quê ở Quảng Ngãi, đang sinh sống và làm việc ở đây, Sài Gòn. Một em làm nghề gì? Làm tóc. Sang là làm gì chị quên rồi? Vẫn làm tóc luôn. Cũng à, làm tóc luôn hả? Dạ. Câu chuyện tình cảm của các bạn nó bắt đầu như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ, một buổi chiều hôm đó, trước khi là em đi làm về á, đi qua tiệm, vợ em là đi bên nước ngoài về, về tiệm thầy cũ là duỗi tóc. Em qua làm buổi chiều, lúc đó em nghe thầy nói là đồn tên Lệ, nhưng mà em chưa biết mặt ra sao hết. Đầu em vô tiệm, em xé tóc cho vợ em, xong rồi mọi người nói, Sang. Lệ đã sang, anh chị thấy được đó, tiến tới đi. Là lúc đó là em chỉ là nhìn vào kiến thôi. Em chỉ nhìn em cười cười. Xong rồi cái vợ em cũng cười. Cái hai đứa nhìn vô kiến cười. Cười không có nói được gì chỉ có cười. Nhưng mà lúc đó là Lệ chưa có làm ở trọng đúng không? Không có, em là lính cũ ở đó. Nhưng mà em ra rồi, xong rồi em mới đi qua bên nước ngoài. Đó, xong bây giờ quay trở về. Dạ. Thì là bạn này là lính mới, thì mới gặp bạn này. Dạ. Cái ấn tượng của em về chàng trai này như thế nào? Giống như em là cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử. Wow. Ngay lúc mà bốn mắt nhìn nhau trong kiến là đã cảm nhận gì luôn á hả? Dạ, đã biết là của nhau luôn rồi. Ồ, thiệt luôn á. Lúc đó chồng em đẹp trai lắm. Vậy là em có cảm giác giống như bạn này không? Dạ, cảm giác lúc đó em cũng ấn tượng lắm chị. Lúc đó vợ em mặc đồ cũng mi nhon lắm. Để mang dài bót ngang ngang tới đây về nè. Xong liền mấy tập thả dài vậy mà cơm miếng chay nữa. Dạ, cơm miếng chay nữa. Lúc đó là em ấn tượng luôn đó chị. Rồi em rớt luôn đó phải không? Em rớt luôn từ lúc đó đúng không? Sao cái buổi mà định mệnh đó thì đứa nào cua đứa nào? Có anh ở trong tiệm á, cũng đăng hình lên thấy hình vợ em đó. Đầu vợ em vô bình luận là nhớ mọi người quá. Em mới vô em comment một cái hình cười, xong rồi cái vợ em cũng comment lại cái hình cười. Em mới nhắn tin qua bên Messenger á, nói là thôi bây giờ kết bạn Zalo đi, có số điện thoại dễ nói chuyện hơn đó. Rồi có rủ đi chơi không? Qua ngày sau mới đi chơi chị. Xong thì chở ra cái vỉa hè uống hai ly sinh tố, xong cái về cái vợ em cái bị đau họng á, là đứa thừa em bệnh một tuần luôn. Dạ. Chị bệnh một tuần lễ luôn. Ly sinh tố mà thiệt thòi quá. Dạ. Rồi mà lúc bệnh vậy rồi cảm có quan tâm anh rồi. Có chăm sóc không? Em ở với anh chị á, ảnh thì ảnh ở riêng thì ảnh nhát lắm, mạnh miệng vậy thôi chứ còn đứng trước người khác thì nhát lắm, chăm sóc qua online thôi à. Không có dám tới nhà đúng không? Dạ không. Rồi bao lâu thì tình cảm mấy đứa mới bắt đầu mặn nồng? Đi hẹn hò lần đầu tiên là đi ăn sinh tố đó, xong là em mới về quê. Ảnh cũng muốn Tết á là về quê em chơi. Từ lúc đó hai đứa tiến tới luôn. Về quê rồi có ra mắt phụ huynh không? Dạ có. Rồi ba mẹ nhìn ảnh thấy sao? Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy đâu. Nói là xa quá. Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà, rồi cũng kiểu như nhẹ nhàng, cũng có hiền lành đó, làm ăn á. Cho nên là cũng chịu đúng không? Dạ chịu luôn. Lần đó em ở quê được mấy ngày? Dạ em ở quê được 6 ngày chị. 6 ngày ở quê vợ, lúc đó ở đâu? Dạ em ở nhà vợ luôn. Lúc đó là chưa? Đánh nhanh rút gọn luôn. Lúc đó là em ngủ ở tình giác với anh thứ 8 á. Là ông anh cột chèo của em á. Dạ. Không, mà ở trên đó thì là tối rồi vợ có lên thăm không? Dạ không anh. Sao thăm được vậy? Không có lên, tại vì Tết gia đình đông lắm anh. Dạ. 6 ngày là đi về, rồi em có dẫn bạn gái mình về gia đình của mình ở dưới Bến Tre? Dạ có, trước Tết thì em có dẫn về một ngày. Trong cái chuyến đi đó bao lâu thì em mới cầu hôn vợ mình? Bữa mùng 5 Tết á, là vợ em nói là biển Mỹ Khê đẹp, thôi hai đứa mình đi biển, thì em cũng đồng ý đi. Xong tới chiều 5:30, vợ em hỏi, ủa sao giờ này chưa về nữa anh? Cái em mới nói, đợi xíu nữa đi em. Cái em đợi mặt trời lặn đó chị. Mua có hai chiếc nhẫn á, em bỏ trong túi á, mà vợ em không biết. Nói là vợ, em ơi, em nhắm mắt lại đi, anh có này em tặng cho em nè. Cái mở chiếc nhẫn ra, em đồng ý làm bạn gái anh nha. Ôi ôi. Dạ. Đến khi nào mới xin phép ba mẹ vợ cho cưới gái? Chiều trao nhẫn đó xong, vợ em đồng ý xong là em chở vợ em về. Xong rồi tối em bấm trong điện thoại á, dạ thưa hai bác, hai đứa con có quen nhau vậy đó. Dạ em soạn tin nhắn sẵn á anh, để cho nó thuộc lòng á. Lúc đó là ảnh nhát lắm, anh không biết nói làm sao á. Lúc mà lên thưa chuyện với ba má là để dưới bàn nè, là liếc vô không đó. Thưa ba má xin cầu hôn mà liếc vô cái điện thoại đúng không? Dạ, đúng. Có không? Ba nghe rồi ba thấy làm sao? Nói chuyện kiểu như vậy là quá thật thà, quá nhút nhát rồi. Vậy là ba má nghĩ rồi, gái mình trên kèo rồi. Cưới luôn. Là đồng ý. Dạ. Là đồng ý luôn. Cái đợt đó là có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ có.
Nụ hôn đầu tiên là buổi chiều em cầu hôn ở bãi biển Mỹ Khê đó anh. Đúng là có một nụ hôn đó thôi luôn á. Sau 6 ngày đó là em phải trở về thành phố em làm. Em làm tại vì em làm công ty đó chị. Xong rồi tới đầu tháng 2 em mới về ăn đám giỗ. Làm xin công ty phép là 15 ngày. Ăn giỗ xong là hai vợ chồng em đi chụp hình cưới. Rồi đi coi như là như vậy thời gian nó cũng không phải là lâu ha. Vậy là hai đứa lấy nhau về là được bao lâu rồi? Tính tới thời điểm này thì 2 năm 2 tháng mấy rồi. 2 năm 2 tháng mấy? Dạ. Vậy lúc cưới nhau về là nhiều tật xấu loài ra không? Dạ cũng có chứ. Wow. Díp dụ bây giờ tật xấu lạnh à. Mới cưới về ngủ thì bình thường lắm. Bây giờ ngủ gác không chị? Ngang đây trở xuống. Với lại hút thuốc nhiều anh. Mà đi vệ sinh thì cực lâu luôn, 30 phút. Có cầm theo cái điện thoại không? Dạ có luôn. Rồi đó, làm gì không? Chơi game đồ. Em dạ. Chơi game anh. Ngay mà. Nghe nè, ổng có ghen không? Dạ không. Rồi bây giờ anh hỏi em nè sao? Dạ. Bây giờ em không có ghen cổ mà cổ có ghen nha. Dạ có. Dạ em ghen lắm anh. Là có đợt thì em cũng đi đăng ký trả ráp thêm cho nó vui vui đó chị. Có một vị khách đó nói là ủa anh có chị mối không? Em mới nói có. Sáng thì người ta đi làm, 6:30 em dậy chở đi, chiều người ta gọi điện trở về. Cái bữa đó là ở nhà đang dọn dẹp tiệm vậy đó, cái bắt đầu người đó nhắn tin kêu em là đi mua cạc điện thoại giùm. Cái em mới nói là đợi anh xíu để anh qua mua cho. Mà em nói nhỏ nhẹ lắm. Đầu giờ em hỏi đi đâu về, em nói là đi mua cạc giùm cho khách mối. Cái vợ em mới nói ủa sao có nhiều người lắm mà sao không điện mua giùm mà sao điện chồng. Cái lúc đó cái vợ em ghen lên, tối đêm đó là không cho ngủ chung luôn. Em phải ngủ ở dưới á. Bé đó là nhiêu tuổi? Dạ lớn hơn em 2 tuổi chị. Sau đó là có hủy luôn cái mối sớm đó không? Lúc đó là em nghỉ luôn. Thì lúc đầu là anh cũng có nói với em là chở chị đó như vậy. Qua cái ngày thứ 3 thì sao em thấy kỳ quá. Có ai đi đâu mà gọi cho tài xế mà tới 10 mấy cuốn luôn. Tính ở trong nhật ký á, cứ cách 10 đến 15 phút, cao dữ lắm là 30 phút là gọi một lần. Đi gì mà đi dữ vậy? Nếu mà không có gì á thì tại sao mà cái lúc mà nạp cạc điện thoại cho nhau á sao không để tin nhắn mà xóa luôn? Cái ghen của em là đúng. Đó là về phụ nữ, là chị đứng về phía em. Thực ra mà nói á, cái việc mà em chở xe mối á, mà nhất là chở bằng xe máy đó, giống như đi đưa đi đón về, nó cũng giống y như là chở người yêu mình đi học hay đi làm đúng giờ đúng giấc như vậy. Tại vì bây giờ chuyện ráp nhiều lắm, không nhất thiết là mình phải đặt mối một người nào cố định cho mình cả, nếu như mình không có cái suy nghĩ gì trong đầu. Nếu như là chị đó ha, trong lúc vợ mình đang có bầu á thì mình tránh tất cả những cái gì tránh nhất có thể để làm cho vợ mình bị tổn thương. Ví dụ như là cái người mối đó là một cái bà cụ nào đó hay là bà bác nào đó đi, ok, còn này lớn em 2 tuổi thì đương nhiên cái chuyện mà vợ mình có cái ghen là đúng rồi. Chưa tính cái chuyện mình cũng có say nắng chút đỉnh mà tại mình giấu đó, cho nên rằng là riêng cái chuyện này chị đứng về phía vợ em. Có thể là em không thích người ta nhưng mà người ta thích em rồi sao? Dạ. Đúng không? Rồi một lúc nào đó trong gia đình có cái chuyện gì bất hòa, ví dụ hai chồng gây lộn nhau một chút buồn vậy, mối gọi alo anh đang ở đâu, chở em đi uống cà phê được không? Là xong. Rồi bây giờ em mong muốn bạn gái ấy thay đổi điều gì? Dạ em thay đổi là bớt nóng lại. Nóng tính hả? Dạ hay nóng tính. Nóng tính dữ lắm hả? Dạ. Nhưng mà nóng mà không kèm được không kiểm soát được. Từ ngữ cũng hơi khó nghe. Nhưng mà bớt kiểm soát lại cái tính. Nghĩa là bớt nóng tính lại, đó, dạ. Kiềm chế lại, đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Dạ nhiều đó đủ rồi. Em mong ông xã em. Ảnh ấy thì ảnh hay hút thuốc nhiều. Em thì em hay càm ràm nhiều cái vụ đó. Có khi một ngày một gói. Trời ơi nhiều lắm đó nghe. Quá nhiều rồi. Rồi có cái nào hút mà trước mặt con không? Dạ có chứ, nhưng mà ít thôi. Dạ. Hạn chế luôn đi. Với lại biết quan tâm vợ nhiều hơn, hiểu vợ nhiều hơn. Dạ, nhiều khi vợ muốn hiểu vợ gì nè. Thì nhiều khi ảnh cũng hay vô tâm lắm chị. Là ảnh xấu cái tật là ảnh thích cái gì á, ảnh thích ăn cái gì hay là ảnh thích cái gì đó là phải có cho bằng được. Còn em mà em thích ăn cái đó chỉ là đơn giản là một cái bánh mì thôi thì ảnh cũng không mua. Tại vì em thấy ở nhà đồ ăn nhiều lắm, anh đi đâu cũng có đồ ăn á. Tại vì nè, nhưng mà em dẫn xe vô nhà rồi là bắt đầu em làm biếng đây vậy. Đó, cho nên là bạn nghĩ là chắc em dư đồ ăn rồi. Cho nên là bạn nghĩ là cái mà giống như em nói em muốn ăn cái đó chỉ là em thử lòng hay em giả bộ thôi. Đúng rồi chị. Ừ đó, thì giờ chị nói em nghe nè. Nhiều khi có những điều mình nói dối á, không có hại ai. Dạ. Mà chỉ mình được lời thôi. Em hiểu không? Em không? Dạ. Cho nên là kệ đi. Bây giờ vợ nói em thèm này, bữa nào em thử coi. Vợ thèm hả? Vợ thèm anh đi anh mua vợ nha. Ví dụ vậy. Là thiệt vui vẻ liền. Chiêu đó của em sẽ làm giảm bớt cái tính nóng nảy của vợ em.
chị đảm bảo với em luôn. Đó, đó là những điều quan tâm. Với lại cái hút thuốc á, hút thuốc bớt lại. Anh khuyên em chân thành, nên bây giờ hạn chế nhiều nhiều, từ từ rồi bỏ. Với lại mình phải biết con mình nó còn nhỏ quá. Đúng không? Đó, mà bây giờ bệnh nó nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Thôi, cố gắng nha. Mỗi một người phải thay đổi. Và được, bỏ luôn thuốc nha. Đúng rồi. Quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy đi. Nghe chưa? Dạ. Có như thế thì cô ấy mới bớt nóng, bớt càm ràm nha. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha. Rồi, cảm ơn em.